kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay chủ nhật, ngày 24 tháng 12, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Trưa ngày 20 tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ hai năm 2023 để thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Tại phiên họp, tất cả thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thời gian ngày 1 tháng 7 năm 2024 cũng là thời gian Quốc hội chốt để thực hiện tổng thể cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 năm 2018 áp dụng cho các đối tượng khu vực công. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ tiến hành tăng đồng loạt tiền lương cho các đối tượng khu vực doanh nghiệp và khu vực công, trong đó có tiền lương công chức, viên chức và người lao động Việc tăng lương lần này thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết 27 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp sau nhiều lần trì hoãn. Ngày 24 tháng 12, tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa kiểm tra tiệm sửa xe của Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1994 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố An Hòa, phường Hóa An. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện bốn thợ sửa xe đang thực hiện các công đoạn lắp ráp, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, sửa chữa mô tô cho khách hàng. Qua kiểm tra thực tế, phát hiện tổng cộng 14 xe mô tô, trong đó có một số xe đã tháo trả, đang sửa chữa có dấu hiệu độ chế. Ngoài ra, chủ tiệm sửa xe này còn trang bị một phòng cách âm trong khoảng 10 s vuông để phục vụ việc kiểm tra phương tiện. Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Đăng Khoa khai tiệm sửa xe của mình được rất nhiều tay chơi xe ở trong và ngoại tỉnh tìm đến để sửa chữa, nâng cấp xi lanh, thay đổi bù, mâm xe. Hơn 20 giờ tối qua, người dân sống trên đường số 23, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nghe nhiều tiếng nổ lớn. Lúc này, người dân chạy đến thì thấy cục nóng máy lạnh phía sau một tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt nên báo lực lượng chức năng. Một số người dân khác thấy cháy nên cũng vội ôm một số tài sản chạy ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an quận 6 đã điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cuối tuần 24 tháng 12, công ty vàng Bạc, đã quý phú nhuận BNG niêm yết giá vàng SJC mua vào 75,75 triệu đồng một lượng, bán ra 76,95 triệu đồng một lượng, tăng thêm 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. So với mức đỉnh trong tuần, giá vàng SJC thấp hơn 450.000 đồng, tuy nhiên so với cuối tuần trước, giá vàng SJC hôm nay vẫn tăng gần 3 triệu đồng một lượng, đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trong một tuần. Trong khi đó, giá vàng dẫn, vàng trang sức 24K các loại được giao dịch quanh 61,9 triệu đồng một lượng mua vào, 62,9 triệu đồng một lượng bán ra giảm về 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Nếu so với cuối tuần trước, vàng vẫn cũng tăng thêm hơn 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tăng mạnh hơn đối với vàng SCC khi nhu cầu mua vào vàng duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Quý vị đang nghe podcast Người 1 giờ 30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẵn sàng ngừng bắn ở Ukraine, miễn sao Moscow vẫn có thể tuyên bố chiến thắng trước Kiev. Theo tiết lộ mới nhất của tờ The New York Times, Tổng thống Nga tự tin vào lực lượng của mình, khẳng định mục tiêu của Nga không thay đổi. Trong cuộc họp báo cuối năm thường niên vào tuần trước, ông Putin cảnh báo sẽ không có giải pháp hòa bình ở Ukraine cho đến khi Nga đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine. Tuy nhiên, tờ The New York Times ngày 23 tháng 12 cho rằng ông Putin đang gửi đi thông điệp khác hẳn. Hiện tại, Tổng thống Nga được cho là đang để ngỏ khả năng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại ở Ukraine. Yêu cầu này thấp hơn tuyên bố công khai trước đó của chủ nhân điện Kremlin là hoàn toàn kiểm soát Ukraine. Tờ The New York Times dẫn lời hai cựu quan chức cấp cao của Nga tiết lộ, tổng thống Putin được cho là đã gửi đi tín hiệu trên thông qua những kênh trung gian từ tháng 9 rằng ông cởi mở với khả năng ngừng bắn dọc theo các tiền tuyến hiện tại. Một số quan chức Mỹ nói rằng, ông Putin đã đưa ra những thăm dò về lệnh ngừng bắn từ mùa thu năm 2022. Vào thời điểm đó, có vẻ như ông Putin đã hài lòng trước những vùng lãnh thổ mà Nga giành được quyền kiểm soát từ tay Ukraine và sẵn sàng ngừng bắn. Lầu năm cốc cho trận tàu Chembluto, một tàu chở hóa chất mang cờ Liberia và do Nhật Bản sở hữu, đã bị tấn công bởi máy bay không người lái của Iran. Trợ tơ dẫn lời phát ngôn viên lầu năm cốc cho biết, dù tấn công xảy ra ở Ấn Độ Dương, khu vực cách bờ biển Ấn Độ 200 hải lý không có thương vong và đám cháy được dập tắt nhanh chóng. Dù việc làm nổi bật căng thẳng khu vực leo thang và nguy cơ mới đối với các tuyến đường biển, sau khi xung đột Israel Hamas bùng đổ ngày 7 tháng 10, chính phủ Iran cũng như các lực lượng đồng minh ở Yemen đã công khai chỉ trích hoạt động quân sự của Israel tại giải Gaza. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin một chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố biển địa Trung Hải có thể bị phong tỏa nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục hành động mà Tehran gọi là tội ác ở giải Gaza. Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế vừa tuyên bố, Urolophus javanicus là loài cá biển đầu tiên tuyệt chủng do con người. Loài cá này thường được gọi là cá đuối gai độc Java hoặc cá đuối Java. Tin tức được các nhà khoa học mô tả là lời cảnh tỉnh gây sốc đã được Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đưa ra trong bản cập nhật mới nhất của sách đỏ phiên bản quốc tế của Liên minh này. Các loài thuộc quần thể cá đuối Java từ lâu đã bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc đánh bắt cá cường độ cao, đôi khi kém kiểm soát, điều đã dẫn đến sự suy giảm của quần thể này vào những năm 1870. Vịnh Java, nơi loài vừa bị tuyên bố tuyệt chủng do con người xuất hiện, là khu vực bị công nghiệp hóa mạnh mẽ dẫn đến sự suy thoái môi trường. Những tác động này được đánh giá là đủ nghiêm trọng tới mức không may gây ra sự tuyệt chủng cho loài này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay ekip thực hiện chương trình ngọc lý thanh long xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau